Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chữa bài tập của bài 4 phép trừ số nguyên quy tắc dấu ngoặc. Chúng ta sẽ cùng chữa các bài tập trang 78-79 trong sách giáo khoa lớp 6 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Bài 1 là tính. Bài 1 cho tính này. Ý A. Âm 10 trừ 21 trừ 18. Sẽ bằng. Đây ta thấy là trong biểu thức này có hai dấu trừ đúng không? Vậy ta sẽ thực hiện các phép tính này lần lượt từ trái sang phải. Ta thấy là ta lấy âm 10 trừ đi 21. Trừ đi 21 sẽ bằng cộng với lại âm 21. Và tiếp theo trừ đi 18. Và sẽ bằng âm 10 trừ 21 sẽ bằng âm của 10 cộng 21 trừ 18 và sẽ bằng âm 10 cộng 21 bằng 31 bằng âm 31 trừ đi 18. Đấy, lại bằng tiếp. Âm 31 trừ đi 18 sẽ bằng âm 31 cộng với lại âm 18. Đấy. Và sẽ bằng âm của 31 cộng 18 và sẽ bằng 31 cộng 18 bằng 49 bằng âm 49. Tiếp theo chúng ta làm ý B. Trừ đi âm 16 cộng âm 15. Trừ âm 16 cộng âm 15 bằng. Ta cũng thực hiện lần lượt từ trái sang phải. Ta lấy 24 trừ âm 16 trước. 24 trừ âm 16 sẽ bằng 24 cộng với lại 16. Ta bỏ dấu ngoặc ra đúng không? Thì ta sẽ thay cái trước dấu ngoặc là dấu trừ. Như vậy thì ở trong dấu ngoặc này, số này ta sẽ đổi dấu thành dấu cộng, chính là cộng 16. Hay nó chính là 24 đó, trừ âm 16 đấy, đúng không? Sẽ bằng 24 cộng với lại số đối của âm 16 là 16, như vậy chính bằng 24 trừ 16. Đấy. Và đây chính là quy tắc bỏ dấu ngoặc rồi, đây này này. Đấy, vậy chúng ta hiểu hơn nhé. Tiếp theo, chúng ta lại cộng với âm 15. Sẽ bằng 24 cộng 16 sẽ bằng 40. 40 cộng âm 15 bằng 40 trừ đi 15. Quy tắc dấu ngoặc đây nhé, bỏ dấu ngoặc ra đúng không? Thì trước dấu ngoặc là dấu cộng thì nó số nó vẫn là số đấy, vẫn là số âm đấy, không đổi dấu. Và bằng 40 trừ đi 15 bằng 25. Chúng ta làm ý C. 49 trừ đi 15 cộng âm 6.
Chúng ta sẽ thực hiện trong ngoặc từ trước. Sẽ bằng 49 trừ đi 15 cộng với lại âm 6 chính là bằng 15 trừ 6. Bỏ dấu ngoặc ra đúng không? Thì trước dấu ngoặc là dấu cộng thì khi số trong dấu ngoặc nó vẫn giữ nguyên dấu. Nó sẽ bằng 49 trừ đi 15 trừ 6 là bằng 9 và bằng 40. Tiếp theo ý D. Âm 44 trừ âm 14 trừ 30. Chúng ta lại thực hiện trong ngoặc trước, ngoặc cục vuông trước. Sẽ bằng âm 44 trừ đi. Trong ngoặc này là âm 14 trừ đi 30 sẽ bằng âm của 14 cộng 30. Và sẽ bằng âm 44 trừ đi 14 cộng 30 là 44. Sẽ bằng âm 44. Bây giờ ta bỏ dấu ngoặc này ra đúng không? Sẽ bằng âm 44. Bỏ dấu ngoặc ra thì trước dấu ngoặc dấu trừ thì âm 44 nó sẽ chuyển thành cộng 44. Đấy. Và âm 44 cộng với 44 sẽ bằng 0 vì đây là hai số đối nhau, cộng với nhau sẽ bằng 0. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập số 2. Bài tập 2, tính một cách hợp lý. Ý A là 12, 10 trừ đi 12 trừ 8. Bằng. Ta thấy 12 nếu cộng với 8 thì sẽ bằng 20. Vậy ta nhóm cái 12 với 8 với nhau. Sẽ bằng 12 trừ đi. Trừ đi 12. Trừ 8. Đúng không? Bây giờ muốn nhóm hai số này với nhau thì ta lại phải đưa cái dấu trừ này ra đằng trước cái ngoặc này. Thì vậy trong cái ngoặc này dấu trừ 8 ta phải đổi dấu thành cộng 8. Và sẽ bằng 10 trừ đi 12 cộng 8 là 20. Sẽ bằng 10 trừ 20 sẽ bằng âm của 20 trừ 10. Và sẽ bằng âm 10. Ý B. Bốn trừ âm 15 trừ 5 cộng 6. 4 trừ âm 15 trừ 5 cộng 6 bằng. Ta thấy 46 cộng vào sẽ bằng 10, 15 cộng 5 cộng vào sẽ bằng 20, đúng không? Sẽ bằng các số trần trục. Vậy bây giờ ta sẽ nhóm 6, 4 cộng 6 với nhau. 4 cộng 16. 4 cộng 6. Tiếp theo, trừ đi trừ 15. Trừ đi trừ 15. Trừ đi âm 15 đấy. Trừ 5.
Hoặc là đây cho tôi bỏ dấu ngoặc luôn đi nhá, bỏ dấu ngoặc luôn cho nhanh. Đây, chỗ này tôi sẽ bỏ dấu ngoặc luôn. Ở đây âm 15 này, trừ âm 15 trong ngoặc đúng không? Tôi sẽ bỏ dấu ngoặc này đi. Thì ta sẽ có là 4 trừ đi trừ 15 chính là cộng 15. Đấy. Rồi trừ đi 5 cộng 6. Bây giờ ta sẽ nhóm 4 cộng 6 với nhau. Tiếp theo là cộng với lại 15 trừ 5 ta nhóm với nhau. Sẽ bằng 4 cộng 6 là 10. 10 cộng với 15 trừ 5 là 10 là bằng 20. Đấy. Tiếp theo là ý C. 49 trừ đi 15 cộng âm 6. Bằng. Ở đây ta sẽ có 49 trừ đi, ta thấy là trong dấu ngoặc này là 15 cộng âm 6. Ta sẽ bỏ dấu ngoặc đi. Ở trước dấu ngoặc là dấu cộng, như vậy sẽ bằng 15 giữ nguyên dấu trừ 6 bằng trừ 6. Đấy. Và ta sẽ có là 49 trừ đi 15 trừ 6 là bằng 9. 49 trừ 9 là bằng 40. Ý cuối cùng là ý D. Âm 45 trừ 5 trừ âm 12 cộng 8. Đây là âm 45 trừ 5 trừ 12 và trừ đi âm 12. Cộng 8. Vâng. Trước tiên ta sẽ bỏ dấu ngoặc đã. Ta có là âm 45 trừ 5 trừ đi trừ 12 là cộng 12 cộng 8. Vâng. Ta thấy 12 cộng 8 sẽ bằng 20, còn 45 cộng 5 5 sẽ bằng 50 đúng không? Trừ đi 45 trừ đi 15 ta bỏ dấu trừ ra ngoài. Vậy trong ngoặc sẽ là còn 45 cộng 15. Đấy. Đấy. Khi ta bỏ dấu ngoặc ra thì chính là bằng trừ 15 và trừ 45 đúng không? Đây, trừ 45, trừ 15. Đấy. Như vậy ta đưa đúng không? Trừ ra ngoài. Thì trong sẽ là 45 cộng 15. Trong nó sẽ đổi dấu đúng không? 45 là âm là thành dương. 5 bây giờ là âm thành dương. Đây là 5. Đấy, xin lỗi là 15. 5 nhé, là cộng 5. Đấy. Tiếp theo là cộng với lại. Ta nhóm 12 với 8. 12 cộng 8 sẽ bằng âm 45 cộng 5 là 50 cộng với 12 cộng 8 là 20 sẽ bằng âm 30. Đấy, hai số trái dấu với nhau đúng không? Một số nguyên âm, một số nguyên dương, thì ta lấy số âm, ta sẽ lấy số lớn hơn trừ đi số bé hơn. 50 trừ đi 20 và ra kết quả là bằng cái dấu là dấu của số lớn hơn, chính là dấu âm, sẽ bằng âm 30. Tiếp tục chúng ta sẽ làm bài tiếp theo là bài số 3. Tính giá trị của biểu thức. Ý A âm 12 trừ x với x bằng âm 28. Chúng ta làm ý A là âm 12 trừ đi âm ở trừ đi x với x bằng âm 28. Vậy ta thay vào đây. Ta thay x vào đây. Ta có âm 12 trừ đi x thì sẽ bằng âm 12 trừ đi x bây giờ là bằng 28. Trừ đi bằng âm 28, ta trừ đi âm 28. Ta thay x bằng âm 28 vào đây. Đấy. Ta sẽ bằng
12, ta bỏ dấu ngoặc ra thì sẽ bằng trừ trừ đi trừ 28 sẽ bằng cộng 28. Và sẽ bằng 40. Ý B. A trừ B với A bằng 12, B bằng âm 48. Ta có A trừ B sẽ bằng A là 12 trừ đi B là âm 48. Nó sẽ bằng 12 cộng 48. Đấy. Cứ nhớ là trừ, trừ với trừ là cộng. Bằng 60. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài số 4. Nhiệt độ lúc 6 giờ là âm 3 độ C. Đến 12 giờ nhiệt độ tăng 10 độ C. Đến 20 giờ nhiệt độ lại giảm 8 độ C. Nhiệt độ lúc 20 giờ là bao nhiêu? Không biết nhiệt độ lúc 20 giờ là bao nhiêu thì ta sẽ lấy nhiệt độ lúc 6 giờ này. Cộng thêm với nhiệt độ tăng lúc 12 giờ là cộng thêm 10 độ đúng không? Và đến 20 giờ thì độ nhiệt độ lại giảm đi 8, như vậy ta trừ đi 8 nữa. Như vậy ta sẽ có là âm 3 cộng với lại 10 trừ đi 8. Ta sẽ trả lời. Nhiệt độ lúc 20 giờ là lúc đầu là âm 3 độ đúng không? Sau đó lại tăng thêm 10 độ cộng với 10. Tiếp theo lại giảm 8 độ, nghĩa là trừ đi 8. Sẽ bằng âm 3 cộng 10 sẽ bằng 10 trừ 3 bằng 7. 7 trừ 8. 7 trừ 8 sẽ bằng 8 trừ 7 bằng 1 và chính là bằng âm 1. Ta cứ lấy số lớn trừ số bé và lấy dấu của số lớn đúng không? Đấy. 3 cộng, âm 3 cộng 10 thì lấy 10 trừ 3 bằng 7 và dấu là dấu của số 10 là dương đúng không? Chính là 7. Dương 7. 7 trừ 8 ta lấy 8 lại lớn hơn 7 ta lấy 8 trừ 7 bằng 1 và dấu của 8, dấu của số lớn hơn là 8 chính là dấu âm và âm 1. Rất là nhanh. Vậy chính là bằng âm 1 độ C. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài số 5. Ở cái loại máy tính mà FX ý, mà có nhiều chức năng hơn ấy, nhiều chức năng ấy thì chúng ta dùng dấu âm 6 thì chúng ta viết dấu âm đúng không? Rồi đến 6, âm 9 thì ta viết bấm phím âm sau đó bấm phím 9. Giống như trong sách giáo khoa hướng dẫn phần mẫu đấy. Nhưng đối với cái máy tính này ấy, thì chúng ta không sử dụng như thế được nhá. Trên với máy tính này là máy tính loại rẻ này. Đơn giản này. Thì nó không có nhiều chức năng như vậy, chúng ta sẽ bấm ở đây. Giới thiệu của chúng ta đây chính là các dấu cộng, trừ, nhân, chia. Và phím âm là phím này. Nếu như âm 6 thì chúng ta không thể sử dụng giống như cái máy tính kia là viết dấu âm rồi dấu 6 được đúng không? Âm rồi 6 được, nên nó vẫn ra 6 thôi, không ra âm được đúng không? Mà ở máy tính này, nếu bạn nào sử dụng máy tính này thì chúng ta sẽ bấm âm 6 thì chúng ta sẽ bấm 6 trước, rồi bấm dấu âm sau. Đấy. Cũng với cái máy tính như thế này, loại rẻ này đấy, thì chúng ta sẽ có là dấu âm người ta viết, ví dụ âm 1 thì người ta viết là 1 rồi viết âm sau, viết dấu sau nhá, thì người ta không viết dấu trước rồi mới đến số mà người ta viết số trước rồi đến dấu sau ở cái máy tính này. Đấy, đây là nút cộng trừ, đây là nút âm nhá, đây là dấu trừ, đây là dấu cộng, dấu nhân, dấu chia. Bây giờ ta có bài 5 nhá, trang 78.
56 trừ đi 182. Thì ta viết như bình thường thôi. 56 dấu trừ 182 và dấu bằng. Như vậy kết quả sẽ bằng là âm 126. Tiếp theo là 346 trừ đi âm 89. Ta viết 346 trừ đi âm 89 thì ta viết dấu trừ. Sau đó 89 dấu âm. Đấy. Và dấu bằng. Vậy sẽ bằng 435. Tiếp theo là âm 76 trừ đi 103. Ta cũng viết âm 76, ta viết 76. Dấu trừ đằng trước, dấu âm đằng trước. Đấy. 76 rồi âm. 7 6 âm. Như vậy là âm 76 trừ 103 dấu trừ 103 và dấu bằng. Ra kết quả là bằng 179. Chúng ta sẽ làm bài số 6. Đố vui. Em hãy dựa vào thông tin dưới mỗi bức ảnh để tính tuổi của các nhà bác học sau. Nhà bác học thứ nhất sinh năm 287, mất năm 212 trước công nguyên. Chúng ta ở đây chúng ta đọc là sinh năm 287, mất năm 212. Đấy. Tiếp theo nhà bác học thứ hai là mất sinh năm 570 và mất năm 495 trước công nguyên. Để tính được là nhà bác học là sinh năm sinh được bao nhiêu tuổi đúng không? Được bao nhiêu tuổi thì chúng ta sẽ lấy cái năm mất này trừ đi năm sinh. Chúng ta sẽ làm ý thứ nhất. Chúng ta sẽ tính tuổi của nhà bác học thứ nhất sẽ bằng năm mất là năm 212 trừ năm 287. Nhưng chúng ta chú ý ở đây là trước công nguyên. Như vậy sinh năm trước công nguyên thì cái năm đấy nó là năm âm. Như vậy sẽ là mất, chính là sinh năm âm 287 và mất năm âm 212. Vậy ta sẽ lấy âm 212 trừ đi âm 287. Chính là bằng âm 212 cộng với 287. Và 287 thì lớn hơn 212 đúng không? Vậy ta lấy 287 trừ đi 212. Và như vậy sẽ bằng 75. Dấu là dấu của số lớn hơn là dấu dương, sẽ bằng 75 tuổi. Còn tuổi của nhà bác học thứ hai là nhà bác học Pythagoras thì sinh năm 570, mất năm 495 trước công nguyên. Trước công nguyên thì năm sinh này cũng là năm âm. Như vậy chính là sinh năm âm 175 và mất năm âm 495. Vậy ta sẽ lấy âm 495 trừ đi âm 570. Âm 495 trừ đi năm sinh là năm âm 570 bằng. Chúng ta tính ra nhát rồi. Ta thấy là 570. Vậy nó sẽ bằng là 500 là 495 âm 495 cộng với 570. Đấy, đúng không? Đây là trừ, trừ là cộng. Thế 570 thì lớn hơn 495. Ta lấy 570 trừ 495. 10 trừ 5 bằng 5, viết 5 nhớ 1. 9 thêm 1 bằng 10, 17 trừ 10 bằng 7, viết 7 nhớ 1. Thế 5, 5 trừ 5 bằng 0. Và bằng 75. Và dấu là dấu của số lớn hơn là của 570 là dấu dương. Như vậy sẽ là dương 5, không, dương 75. Và chính là bằng 75 tuổi.
tục chúng ta sẽ làm bài tập số 7. À, hết bài tập 7 rồi, hết 6 rồi. Đây là cái bài phần tìm tòi mở rộng, là bài làm thêm của chúng ta. Phần tìm tòi mở rộng. Múi giờ của các vùng trên thế giới. Bản đồ sau cho biết múi giờ của các vùng trên thế giới. Việt Nam ở múi giờ cộng 7. Có phải múi giờ giờ 7 đấy đúng không? Thế là dương 7 đấy. Ta có. Đây, ta nhìn đây. Việt Nam đây, Hà Nội đây, đúng không? Chấm đỏ đỏ đây. Dóng xuống, ở đây là múi giờ là 7. Nó sẽ sau khoảng từ đây. Cái múi giờ đó từ bằng khoảng từ cái gạch cái vạch thứ nhất này này. Đến cái vạch thứ hai này đấy, trong khoảng đấy, đúng không? Chính là 7. Tiếp theo ý A là xác định múi giờ của các thành phố sau. Thành phố Bắc Kinh, Moscow, London, New York, Los Angeles. Bây giờ từng thành phố một. Trước tiên là chúng ta sẽ tìm xem múi giờ ở Bắc Kinh ở đâu. Bắc Kinh đây, tiếng Anh là Beijing đây, đúng không? Và đây chính là Bắc Kinh. Thì ta gióng xuống ta thấy là Bắc Kinh. Múi giờ là 8. Và ta sẽ ghi là Bắc Kinh. Múi giờ là 8. Tiếp theo là Moscow. Chính là Moscow đây, đúng không? Tiếng Anh đấy. Đây, Moscow đây là Moscow. Chúng ta nhìn xuống, gióng xuống đây. Dấu chấm đỏ đây đúng không? Nó sẽ trong khoảng từ vạch này sang vạch này đúng không? Nó sẽ là múi giờ số 3. Vậy múi giờ đây là 3. Tiếp theo là London. London đây. London đây, dấu chấm đỏ đỏ đây đúng không? Gióng xuống thì nó là múi giờ nó là 0. London. Múi giờ là 0. New York đây. Ta gióng xuống. Múi giờ là âm 5. New York thì múi giờ là âm 5. Đấy. Tiếp theo là đến Los Angeles đây. Gióng xuống. Múi giờ là âm 8. Là âm 8. Tiếp theo ý B. Cho biết Hà Nội và mỗi thành phố sau cách nhau bao nhiêu giờ. Hà Nội Bắc Kinh, Hà Nội Moscow, Hà Nội London, Hà Nội và New York, Hà Nội và Los Angeles. Hà Nội sẽ cách Bắc Kinh là bao nhiêu giờ? Có nghĩa là Hà Nội sẽ lần lượt cách các thành phố còn lại đúng không? Bắc Kinh, Moscow, London, New York và Los Angeles. Ta sẽ làm như sau. Ta có. Ở đây người ta cho biết là Hà Nội là múi giờ là 7 đúng không? Ta có Hà Nội là
là 7. Rồi. Vậy thì Hà Nội cách Moscow là 1 biết Hà Nội cách Moscow là bao nhiêu? Bao nhiêu giờ? Thì ta sẽ lấy số giờ của Hà Nội thì ta sẽ lấy múi giờ Hà Nội là 7 trừ đi múi giờ Moscow là 3. Ta sẽ có 7 trừ 3 là bằng 4 giờ. Chính là cách 4 tiếng đấy, đúng không? 4 giờ là 4 tiếng đấy. À, thứ nhất là Hà Nội cách Bắc Kinh là bao nhiêu đã, đúng không? Hà Nội và Bắc Kinh sẽ cách nhau 4 giờ cách nhau đấy. Ta lại lấy cái lớn hơn trừ đi số cái bé hơn này, lấy 8 trừ 7. À, 8 trừ 7. Bây giờ không phải là 7 trừ 8 nữa, là 8 trừ 7 nhá. Bằng 1 giờ. Đấy. Tiếp theo, Hà Nội và London cách nhau số giờ sẽ là Hà Nội là 7, London là 0, là 0 giờ, và sẽ bằng là 7 giờ. Tiếp theo, Hà Nội và New York số giờ là New York là âm 5. Như vậy sẽ là trừ đi âm 5. 7 trừ âm 5. 7 trừ âm 5 sẽ bằng 7 cộng với 5 sẽ bằng 15 giờ. Tiếp theo, Hà Nội sẽ cách Los Angeles là Hà Nội và Los Angeles sẽ cách nhau số giờ đó là 7 trừ đi Los Angeles là âm 8, đúng không? Vậy sẽ bằng 7 trừ âm 8. Đấy, Hà Nội là 7, Los Angeles là âm 8. Như vậy sẽ bằng 7 trừ đi âm 8 là sẽ bằng cũng là 15 giờ. À, 7 trừ 12 trên này là 12 giờ. 7 trừ 5 là 7 cộng 5 12. Đúng. Đây, 7 trừ âm 8 sẽ bằng 7 trừ 8. 7 trừ âm 8 sẽ bằng 7 cộng 8. Đấy. Ta bỏ dấu ngoặc ra, trừ và trừ thành cộng. Như vậy sẽ là 15 giờ. Tiếp theo chúng ta làm ý B, ý C. Biết thời gian ở Hà Nội đang là 8 giờ, hãy tính giờ ở Bắc Kinh, Moscow, London, New York và Los Angeles. Đấy. Ý C, chúng ta sẽ tính giờ ở các thành phố còn lại. Biết Hà Nội là 8 giờ. C. Ta biết là Hà Nội đang là 8 giờ nhé. Hà Nội là 8 giờ. Bây giờ phải tính xem Bắc Kinh bây giờ là bao nhiêu giờ. Bắc Kinh lúc này sẽ là 8 giờ. Đúng không? 8 cộng với lại, vì Bắc Kinh với Hà Nội cách nhau là 1 giờ, cho nên bây giờ Hà Nội là 8 giờ thì Bắc Kinh sẽ Bắc Kinh là 7 giờ, Hà Nội là 8 giờ.
Bắc Kinh múi giờ Bắc Kinh là 8 đúng không? Múi giờ của Hà Nội là 7. Phần tìm tòi mở rộng. Múi giờ của các vùng trên thế giới. Bản đồ sau cho biết múi giờ của các vùng trên thế giới. Việt Nam ở múi giờ dương 7. Chúng ta nhìn thấy Việt Nam ở thủ đô là Hà Nội. Đây dấu chấm đây. Dòng số tôi thấy múi giờ là 7. Một cái múi giờ này nó sẽ nằm trong khoảng hai cái đường thẳng đường dọc này đúng không? Hai đường dọc ở đây. Đấy là một múi giờ. Tiếp theo người ta yêu cầu ý A là xác định múi giờ của các thành phố sau. Bắc Kinh, Moscow, London, New York và Los Angeles. Thứ nhất chúng ta sẽ xác định múi giờ của Bắc Kinh. Hà Nội là 7 giờ. Dương 7. Giờ là chính là 7 đấy. Tiếp theo là Bắc Kinh. Bắc Kinh ở đây nếu mà theo tiếng Anh ấy là chính là Beijing đúng không? Thì nó sẽ nằm ở gần Hà Nội đây. Nó chấm đỏ đây. Đấy, trong khoảng này chúng ta lóng xuống thì nó sẽ nằm ở trong ấy. Nằm trong cái múi giờ số 8 đúng không? Như vậy là múi giờ của nó là 8, 8 giờ. Hỏi 8 giờ, múi giờ là 8, múi giờ là 7. Tiếp theo là Moscow. Đây, Moscow có tên tiếng Anh là Moscow đây. Thì nó sẽ nằm ở trong cái múi giờ số 3, dương 3. Múi giờ sẽ là 3. Tiếp theo là London. Chúng ta nhìn đây London. Kéo xuống nó thấy là đây là múi giờ là 0. Tiếp đến là New York. New York đây, múi giờ là âm 5. Cuối cùng là Los Angeles ở múi giờ là âm 8. Tiếp theo là Hà Nội và Bắc Kinh cách nhau bao nhiêu giờ? Bây giờ ở Bắc Kinh ta sẽ cộng lấy số giờ Hà Nội cộng với số giờ mà Bắc Kinh cách Hà Nội là 1 giờ. Chính là âm 1 giờ đấy đúng không? Còn với âm 1 giờ thì sẽ bằng 7 giờ đấy. Như vậy khi này ở Hà Nội là 8 giờ thì Bắc Kinh sẽ là 7 giờ. Bắc Kinh sẽ chậm hơn Hà Nội là 1 giờ. Tiếp theo đó là Moscow bây giờ là bao nhiêu giờ? Moscow sẽ là Moscow sẽ cách Hà Nội là 4 giờ. Đúng không? Như vậy sẽ là 8 cộng 14 và sẽ bằng là 12 giờ.
Tiếp theo, ở New York. Chắc là 8. 8 cộng với lại 12 giờ bằng 20 giờ. Los Angeles. Chắc là 8 cộng với 15 giờ bằng 23 giờ. Và đây chúng ta thấy là ở đây Hà Nội là 8 giờ là 8 giờ sáng đúng không? Thì ở Bắc Kinh là 7 giờ sáng. Và Moscow là 12 giờ trưa. Đấy. New York là 20 giờ. Đấy, 20 giờ đây chính là buổi tối, chính là 8 giờ tối đấy. 8 giờ tối cơ hôm đó, đúng không? Cùng ngày. Còn Los Angeles là cũng là 23 giờ. Chính là 11 giờ. Đấy, 1 giờ đêm cùng ngày đó, đúng không? Đấy lại. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn chúng ta làm xong phần bài tập. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Giờ sau chúng ta sẽ học tiếp bài phép nhân các số nguyên. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong video tiếp theo.